Bồ Tát Bụng Nguyện Quyển Hạ Hán Dịch Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt Dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bụng Nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự bồ thí. Phẩm thứ 10. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát nơi ngoài thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ sát chặt tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thể cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội, nơi cung trời đau lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở cõi Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy. Con xin ưu muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại thương giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyền không ngọc, kẻ biết ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ, tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hạ xa chư Phật vậy. Tại làm sao chính bởi vị quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất nực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này, trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thật bảo, cũng là những thứ để họ dùng như y phục, đồ ăn uống, vân vân. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng vợ la môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát vân vân, hay bích chi Phật đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặt trong 3 kiếp làm vị thời đế tử, hưởng sự vui sướng tốt lạc. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thời vị quốc vương đó, trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chứng đẳng chứng giác. Được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hạng bà la môn gặp những người già yếu tật bệnh và người phụ nữ sinh sản, nếu trong khoảng chừng một niệm sinh lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước dường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đặng bồ đề thời, không luận là nhiều hay ít,
rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quả trời Phạm Vương trời Đế Thích. Vua chuyển Luân Vương này Địa Tạng Bồ Tát vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại vậy, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người nữ thiện nữa nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng bằng cái nông sợi tóc hột cát mái bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữa nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bổ thí cúng dường thời đặng vô lượng phước lành thường sanh ở cõi người và trời hưởng sự vui thù thắng vui dị, như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ông ân cần tâm trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời bộ thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại người em chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cũ hoặc xưa đất thời sẽ sang tu bổ học riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vì làm việc chính đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lệnh mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bổ thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng một sợi lông, một mảnh bụi, một hột cát, một giọt nước, những sự lành như thế không nhiều lục, không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời không biết của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thường dịu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành thời được hưởng bảo tốt một muôn lần tội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bổ thí như thế đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Thiên Lao Địa Thần đã cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đến lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trong nghìn thân hình để độ chúng sinh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoàn mỹ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thiện nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường tại đền kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ mà dựng tất cái hàng cái trong đó có để họa vẽ, cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen thời chỗ người đó được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là người những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tỏa ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộc, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường
Ngài Địa Tạng như thế thời được sự lợi ích như vậy, vị Thiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng dường hình tượng của Bồ Tát, hỡi con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai nạn tai họa như nước lửa trộm cướp nặng lớn nặng nhỏ vân vân thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Thiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông khác thần khác ít ai bằng. Vì cỡ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phủ Đệ đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây các đá lúa mè tre long gạo thóc của báu, tất cả những thứ mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông. Cả hai ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần tốt hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó chờ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai của nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế, quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặt các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặt ủng hộ một chức lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12 được Phật phòng của ông. Tên cáo lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng sắc lạnh tốt, tia sáng lạnh tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tiền, tia sáng sắc tiền lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bỏ, tia sáng vòng tròn bỏ lớn, tia sáng vùng mặt trời, tia sáng vùng mặt trời lớn, tia sáng vùng mặt trăng, tia sáng vùng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đỉnh muôn phóng ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng vi diệu mà bảo đặt chúng rằng: Này tám bộ chúng trời rồng cùng người cùng chi nhân vân vân lắng nghe, hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không nuôi sụt như đạo vô thường chứng đạo chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác nghiệp đồng lời người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cứ mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho toàn bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặt phục lệnh. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi ta và những hàng trời rồng, hoặc nam nữ, nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chính giác,
quyết chẳng còn khởi chuyện thường được sinh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui vi diệu khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật hợp vị. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sinh và toàn bộ chúng trời đồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bạn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói rõ lời Quán Thế Âm Bồ Tát Bạch Phật. Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Hãy nghe thêm phước trời, Đức Phật bảo hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về thổ hiện tại nay và vị lai sau có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần để lễ thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời hưởng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa đồ y phục đồ ăn uống vật báu chuyển học mà bố thí cũng dừng thời người này đặng vô lượng vô biên công đức vô lượng người bị được lợi lại vậy nữa này Quán Thế Âm trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo huống chi là lúc sắp mạng chung cha mẹ cùng hàng thân quyền đem của cả nhà cửa vật báu y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họ vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bị lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật bỏ vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát người bị đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bị nặng thời nhờ công đức này liền được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu còn nếu người bị đó có nghiệp báo số mạng đã hết lại còn được tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào chướng ác đạo xong vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sinh vào cõi trời cõi người hướng quả vui thủ thắng ví dụ tất cả tội chướng thể đều tiêu sạch tiên phong được phước lại vì nỗi này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoặc lúc còn bú mớm hoặc lúc lên 3 tuổi hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ hoặc đến chết mất anh em chị em đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến thuộc không rõ đọa lạc vào chỗ nào hay sinh về thế giới nào hoặc sinh lên cõi trời nào vân vân người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhận đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần định lễ từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thối thất tâm ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường thời quen thuộc đã sớm khuất của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo thành ra phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tu vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đặng giải thoát được sinh lên cõi trời cõi người hưởng quả vui thủ thắng vi diệu còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó có phước lành đã được sinh lên cõi trời cõi người hưởng thọ quả vui thủ thắng vi diệu rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui như người đó là có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số một muôn biến sẽ đọc Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sừng khắc kia đã sanh về hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn từ giấc người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời hiện đời món ăn đồ mặc dư dật không có các thứ bị khổ cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa huống nữa là đến nơi thân rốt ráo người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa lĩnh thọ thị cho nguyện lớn sớm thành lại về nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thượng chính giác muốn thoát khỏi tam giới
Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chỉ tâm quy y hoặc đem hương hoa, y phục, vật bảo, đồ ăn uống vân vân để cúng dường, chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng người thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chứng ngại. Lại vậy nữa này, Quán Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức, đều nguyện trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai thời, chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế thời nguyện, những chi và cầu những chi thể đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát và đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong chiêm bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoay thọ thí được trí huệ. Lại vậy nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sinh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghĩ muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đạo bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc tuổi khuya cả đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, những kẻ thiện năm đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa được sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết bốn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ mặc cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xê mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chỉ tâm tịch thọ, uống nước xong phải cử ngũ tân rượu thịt tạ dân ngũ và các việc diệt hạ trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong dứt chiêm bao thành Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặt thông minh một phen, nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tai nạn tiêu trừ. Lại vần nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau như có những người nào ăn mặc không đủ cầu chi, cũng không toàn nguyện hoặc thân nhiều tật biệt hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chiêu liệu hoặc các sự tai vạ cứ đến quấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ những người như thế. Khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chỉ tâm cung kính niệm đủ một muôn biến thời, những sự không tỏa ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui đồ ăn mặc duy nhật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui vẻ khỏi hiểm nguy. Lại vậy nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự không chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Quán Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi nào chỗ nào cũng có các vị vị thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùng sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Dương Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng sự oai thần kiếp số hằng xa khỏi tỏ trần, thấy nghe một việc chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngăn, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ bảo tận sẽ xa vào đường giữ, chỉ tâm quy mặt đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ chị em, kẻ rụt rà lớn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu, là hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình cảm thương chiếm lễ việc chẳng đành, không mất ngày lưu niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyền thuộc ở nơi nào dầu xa ác thú cũng ra mong, nếu được không lui lòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát, bước đầu trao
Bồ đề vô thượng muốn tu hành mong ra ba cõi. Khỏi tự sinh người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đạo sĩ hình, nghe tên quy y đứng tận lệnh, cũng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chặn đặt. Bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sinh khỏi tai, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sắp mất. Người này nghiệp chướng nó là mê, học đại thừa kinh khó, mọi bề y phục ăn uống các mọi cụ cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bảy trước tượng cách một ngày đêm, bưng lấy uống xanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối đúng trong hăm mức ngày chờ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đạo thì không lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa mạng người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hơn chẳng được nào, giấc lòng chiêm lễ địa tạng ngại, bao nhiêu việc ác thảy tiêu may, nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phổ hộ của dư sải, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thủ độc nguy dọc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi tổ trực tượng, khủng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có bảo trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lực ngoài thần đó, trăm nghìn mua kiếp thật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ lời sự nọ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dương y phục, trăm nghìn bó đẹp hướng đều lành, nếu hai đơn công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tự khỏi, quán âm nên biết gắn tên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát của nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn, dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong nghìn muôn kiếp chẳng hết đại. Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lực, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời đồng tam bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà do phó cho ông, ông chưa để các chúng sanh đó phải bị lọt vào ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi là để cho chúng nào phải bị lộn lạc, đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không thể không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sinh có duyên phù đề không địch, phần đông đều quen theo thói ác hoặc thoảng, hoặc có người phát tâm lệnh nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn đức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông mà trần hột cát giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng chưa để họ thối thất. Lại về chỗ này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau mà có trời hai người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, những chúng sinh đó đều có thể niệm đặt danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa. Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chữa cứu vớt các chúng sinh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó và tan địa ngục, làm cho họ được sinh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo
đoạn vào trong Bồ Tát tôn chỉ, bây giờ ngài Địa Tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng tâm niệm phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sinh tử. Huống nữa là nghe các việc lệnh rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thối chuyển. Tư không tạm bạch hỏi, lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đau Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cũng thể nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rộng vân vân, nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chân lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lực, cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói được việc ấy cho 25-28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vật báu mà bố thí cúng dường người khen chim lễ, thời kể ấy được 28 điều lợi ích như sau đây: một, các hàng trời rồng thường hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chữ nhóm những vô thực của thánh; bốn, mãi không còn thối đạo bồ đề; năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn về lửa và nước; tám, không có bị hại vì đột cướp; chín, người khác thấy đến sinh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hộ vệ; mười một, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai; mười hai, đời sau sẽ làm con gái các hàng dung giả đại thần; 13. Thân tướng sinh đẹp; 14. Phần nhiều được sinh về cõi trời; 15. Hoặc làm thân, hoặc làm bậc vua chúa; 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước; 17. Có mong cầu chi cũng đều được tỏa ý; 18. Quen thuộc an vui; 19. Các tai họa bất ngờ đều được sạch; 20. Các nghiệp về hàng đạo đều trừ hẳn; 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại; 22. Đêm nằm trên bao an ổn vui vẻ; 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ; 24. Nếu về thời trước có phước thời được thọ sanh về khỏi vui sướng; 25. Các bậc thánh ngợi khen; 26. Các tánh linh lực thông minh; 27. Giàu lòng từ mẫn; 28. Rất giàu thành Phật. 7 điều lợi ích lại về nữa này: Hư Không Tạng Bồ Tát như hàng trời rộng quỷ thần ở hiện tại và vì lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về của người tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đạt 7 điều lợi ích: 1. Mô chứng bậc thánh; 2. Người ta tiêu diệt; 3. Chư Phật đều ủng hộ; 4. Không thối thất bồ đề; 5. Vỗ lực được thăng tướng; 6. Việc đời trước đều rõ biết; 7. Rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán: 7 giờ bất khả thuyết, tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni ngợi khen trên 7 sự oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời Đau Lợi dưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát của người hết quyển hạn. Bốn thể Địa Tạng so nhân trong kinh tàn tập cơ ngọc do tiền sanh, đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng quyết xem bảo quản sinh. Nam mô thượng trụ thập phương tăng, nam mô thượng trụ thập phương tăng, nam mô thượng trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Đau Lợi Thế Tôn nói pháp mẫu Địa Tạng không hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sau chẳng mất.
khắp lợi rời người khỏi khổ sầu, rời Atula giả so thành, đến nghe pháp đó nên chỉ tâm của mọi Phật học để tự còn. Mỗi vị xin thu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chỗ này hoặc trên đất liền hoặc hư không thường đổi, người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình đương pháp bảo nguyện các thế giới thường an ổn. Phước trí vô biên là quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thải đều từ sao địa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa sáng, thường gìn địch phục để giúp thân hoa mộ bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ thượng an lạc. Nam mô tội tạo phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Nam mô tội tạo phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Nam mô tội tạo phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quan tự tại bồ tát thần thân bát nhã ba la mật đa độ chư tiền bồ tát không bỏ biết các bạn trả lời tôi sẽ có việc không có việc sao sao sáu lệnh tự vị chư pháp không tưởng bất sanh bất diệt cổ bất tịnh bất âm bất dạng thì cổ không cư vô sắc vô thọ vô nhãn nhị thị thiệt thân ý vô sắc tình thân hương vị xuất phát vô nhãn giới là chỉ vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tận là chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trị diệt vô đặc diệt vô sở đặc cổ bồ đề tận đoái bất nhã ba la mật đa khổ tâm vô quái hại vô quái hại khổ vô vô kiến ly điên động tự tu cánh hết bản tâm thế chư Phật ý bất nhã ba la mật đa khổ đặc a nập đa la tam biểu tam bồ đề của thế bất nhã ba la mật đa thì đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô thường chủ thì vô đẳng đẳng chủ năng trụ nhất khổ chân thiệt bất hư của thế bất nhã ba la mật đa chủ tự thế chủ biết ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tất bạc hà ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tất bạc hà ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tất bạc hà. Nam mô A Di Đà Phật, Giả Đà Tha, Giả Đà Giả Đà Địa, Giả Tha Di Đà Lô Bồ Tát, Di Đà Tát Nam Bồ Tát, Di Đà Tát Ca Lan, Di Đà Tát Ca Lan Đa Giả Di Đà Giả Na Chư Đà Bồ Tát Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật, Giả Đà Tha, Giả Đà Giả Đà Địa, Giả Tha Di Đà Lô Bồ Tát, Di Đà Tát Nam Bồ Tát, Di Đà Tát Ca Lan, Di Đà Tát Ca Lan Đa Giả Di Đà Giả Na Chư Đà Bồ Tát Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật, Giả Đà Tha, Giả Đà Giả Đà Địa, Giả Tha Di Đà Lô Bồ Tát, Di Đà Tát Nam Bồ Tát, Di Đà Tát Ca Lan, Di Đà Tát Ca Lan Đa Giả Di Đà Giả Na Chư Đà Bồ Tát Bồ Tát. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô động luân bạch hảo uy chuyển vũ thu di cám mục từng thanh tứ đại hảo quang trung họ Phật vô sự hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên từ thập bất nguyện độ chúng sanh của phẩm hạng linh đăng bỉ ngạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát.
Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất cửa phẩm độ chúng sinh oai đức vô cùng cực ngã kim đại quy sám hối tam nghiệp cộng phản hữu chư phước thiện chỉ tâm dục hồi hướng nguyện đồng niệm Phật nhân cảm ứng tùy thời hiện nhân trung tây phương cảnh văn minh tại ngọc thiền kiến văn gia tinh tấn độ sanh cực lạc quốc kiến Phật liệu sanh tử như Phật độ như thiết vô biên chuyển áo rộng vô lượng pháp môn tu thể nguyện độ chúng sinh tội phẩm giai thành Phật đạo hư không hữu tật ngã nguyện vô cùng hư không hữu tật ngã nguyện vô cùng tình giữ vô tình động viên chủ trí nhất giả lễ kính chư Phật nhị giả xưng tán như lai tam giả quảng tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp trưởng hữu giả tùy hỷ công đức lục giả thủng chuyển pháp luân thất giả thành Phật trụ thế bát giả thường tùy Phật học cử giả hàng thuận chúng sanh thập giả phủ giai hội hưởng. Phúng kính công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước gia hội hướng phổ nguyện Phật giới chư chúng sanh tất cả vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tăng trưởng trụ thiện thắng nguyện tập trí huệ chân linh liệu phổ nguyện tội chúng các tiêu trừ thiên thể thượng hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cực phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bản lửa nguyện chỉ thử công đức của các ương nhất thiết ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. A Di Đà Phật thường lai hộ thị linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tấn bất thất tịnh nhân lâm mạc trung thời thân tâm chánh niệm thị thịnh phân minh diệt quảng Di Đà giữ chư thành trùng thủ chấp kim đại lai nghiêm tiếp ngã nhất sát na phản sanh tạc Phật tiền cụ bồ tát đạo quảng độ chúng sanh động thành chúng trí. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Liên Trì Hằng Bồ Tát Bồ Tát Nhất Thiết Hiện Thánh Chúng Chư Thượng Thiện Nhân. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo Phật vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập tinh tạng trí huệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Some more these souls.